Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình XDS Romanxi 500, một chiếc xe mang cái thương hiệu mà cũng đã rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Một cái thương hiệu mà chuyên cho ra đời những chiếc xe đạp cấu hình cao và giá cả thì rất là hợp lý. Thì hôm nay về một chiếc xe đạp địa hình với mức giá em đang bán chỉ còn là 8,5 triệu các bác nhé. Các bác đã được một chiếc xe đạp trang bị bộ chuyển động full Shimano DUG, một bộ chuyển động cực kỳ là cao cấp của dòng Shimano về địa hình, đùi đĩa trục rỗng và trang bị thêm bộ phanh dầu đến từ Techtro, bánh bánh là 26 inch khung nhôm, nhôm được sử dụng là nhôm X6 các bác nhé, khung nhôm X6 rất là nhẹ và cực kỳ là bền. Này về chiếc xe tông màu xám pha với đỏ, xám tàn thuốc pha với đỏ cực kỳ là đẹp, rất là thể thao. Model Romanxi thương hiệu XDS, logo xe thì logo thương hiệu thì được dập lỗi các bác nhé, dập chữ lỗi. Khung nhôm và dây thì được chạy âm sườn, dây chạy âm sườn. Thì toàn bộ xe là nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé, nguyên bản hết. Bộ chuyển động của xe sử dụng là một cái bộ chuyển động rất là cao cấp của dòng Shimano, đó là Shimano DUG 10 tầng lip và 3 tầng đĩa. À, tầng đĩa cho xe có 30 tốc độ khác nhau. Đùi đĩa là đùi trục rỗng, cũng là nguyên zin theo xe luôn. À, đùi này là của Bruwell kết hợp với XDS luôn các bác nhé. Trục rỗng, bánh bánh 26 inch, sử dụng quả lốp CST. Bản lốp của nó là 1.95 các bác nhé, sử dụng bản lốp 1.95. Đi lên phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ ghi đông cong các bác nhé, ghi đông cong và bộ tay bấm xả của Shimano DUG, cụm phanh dầu của xe là dòng Techtro, sử dụng phanh dầu của Techtro. Đây là dòng Gemini các bác nhé, Gemini. Phanh giảm sóc của xe là giảm sóc dầu thủy lực và nó là của thương hiệu SR Suntour XCG, nó cũng là nguyên bản của xe luôn, cái sóc này luôn đấy các bác nhé. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 54 cm, thì là xe phù hợp các bác đi được khoảng 1m60 đến 1m70 thì nó phù hợp. Chuyển động của xe là full DUG 10 lít 3 đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Dòng DUG là một cái dòng cực kỳ cao cấp của dòng Shimano rồi. Các bác chơi xe thì cũng không lạ lắm gì với dòng này. Cái dòng rất là cao cấp và chuyển động của nó thì cực kỳ là mượt mà. Với cái mức giá 8,5 triệu thì nó là một cái mức giá rất là hợp lý để các bác tiếp cận được những cái đồ cao cấp để sử dụng, để trải nghiệm qua cái dòng Shimano DUG này. Đấy, thì các bác mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cùng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà nó đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.